đôi khi vì cái công cái công nghiệp hiện đại mà chúng ta lại lười biến hư chỗ nào là sửa chỗ đó thì nghề nghiệp của mình nó không có nâng cao được mà bị vào cái 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 khuôn là là biến cho nên là văn minh thì văn minh đừng có ỷ lại vào vấn đề đó mà chúng ta không có siêng năng tôi nghĩ là cái thời đại nào thời điểm nào cũng phải cần có một cái một cái trung tâm để mà lo lắng cho cho ca sĩ đó hoặc là nếu mà mình không ở một cái trung tâm nào thì mình cũng phải tự có một cái gọi là một cái ban cố vấn để cho uh, mình có những cái bài hát chọn lọc rồi uh, uh, mọi điều đó tất cả từ quay MV rồi đạo diễn rồi uh, uh, soạn bài hòa âm rồi đó cái đó mình cũng phải có một cái cái bộ tham mưu cho cho mình nhiều khi cá nhân mình tự làm thì nó cũng không có xuể đâu anh nghĩ là như thế nếu mà cần có bạn bè giúp đỡ thì nó tốt hơn và mình làm nó có nhiều ý tưởng cho mình thì mình thực hiện cái tác phẩm nghệ thuật mình nó tốt đẹp hơn luôn luôn người ca sĩ phải phải có những cái cái dịp để mà quảng bá tên tuổi của mình đến tất cả khán giả không không chỉ là những cái show lớn hoặc là show nhỏ gì ở đâu một cái sự kiện nào mà mình thấy mình nên góp mặt để cho khán giả biết mình nhiều hơn nữa thì càng tốt cho cái cuộc đời à, ca hát của mình. Cái kỹ thuật thu âm ngày xưa thì nó tùy theo thời đại. Ngày xưa máy móc nó chỉ được như thế, thì mình phải chấp nhận cái cách thu âm của ngày xưa và giống như ngày xưa chúng tôi thu âm đó, à, trật một chữ thì phải hát lại từ đầu cho đến cuối. Kể cả nhạc sĩ đánh mà bị lép một 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 nốt nhạc thôi à, là cũng phải thu âm lại từ đầu không có cái cách ráp nối nhưng cái thời đại như cái thời đại hiện tại như bây giờ đôi khi là à, sai mình có thể à, à, ráp nối một cách nghĩa là kỹ thuật theo công nghệ hiện đại nhưng mà à, vì đôi khi vì cái công cái công nghiệp hiện đại mà chúng ta lại à, lười biếng chúng ta hãy hát không có không có xiên để mà sửa lại cho nó hoàn hảo từ đầu tới cuối mà cái chỉ chỉ nghe là, là lắp sửa hư chỗ nào là sửa chỗ đó thì đôi khi nó nó không cái 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 nghề nghiệp của mình nó không có nâng cao được mà bị vào cái 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 khuôn là là biến cho nên là cũng không, không không nên vì cái chuyện văn minh thì văn minh cái kỹ thuật cao cấp nó nó hiện đại nó giúp cho người ca sĩ hay là nhạc công đỡ mệt nhưng mình đừng có ý lại vào vấn đề đó mà chúng ta không có siêng năng mà mà hát thu âm hoặc là đánh nhạc cho kỹ lưỡng thì nó không tốt à, cái vấn đề đó tôi nghĩ là không nó không phải là ảnh hưởng tới giọng hát giọng hát các em hiện hiện tại là quá là đẹp quá là hay nội lực hát rất tốt có cái là mình mình hát kỹ lưỡng mình hát nghĩa là tập trung và là, là mình hát bài nào ra bài lõ hết lòng hết dạ thì cái bài đó rất là mình sẽ thành công thôi kể cả nhạc công cũng vậy mình đánh một cái bài nhạc nào mình hòa âm một cái bài nhạc nào nó hết lòng hết dạ mình đối với lại cái tác phẩm đó là là mình sẽ có một cái kết quả rất là tốt nó không có nó không có sai trái vào đâu được hết mình làm rất là kỹ lưỡng mà thì anh nghĩ là sẽ có một cái kết quả tốt với cái tâm làm nghề của mình các ca sĩ trẻ sau này bị sai một hai lời này gì đó một đoạn nào đó thì phải tìm những cái văn bản tìm những cái bản thu âm của những người ca sĩ hát đầu tiên cái bài hát đó chắc chắn một trăm phần trăm là cái bài hát đó đúng đúng ca từ không có bị sai lời à, trước hết à, kính chào quý vị khán giả từ khắp mọi nơi đang theo dõi à, cái buổi trò chuyện hôm nay Ê, anh nghĩ sao về cái vấn đề tác quyền của ngày xưa với ngày nay à? thì về vấn đề tác quyền những bài hát thì tôi nghĩ thời đại nào cũng vậy. Trước khi mình trình diễn một cái bài hát mình thu âm hoặc là mình quay MV gì thì mình cũng phải thông qua cái sự đồng ý của tác giả. Mình phải hỏi tác giả cái cái bài hát này có bị ràng buộc về bản quyền hay không. Như thế nào đó thì tác giả đồng ý thì mình mới thực hiện được chứ đừng có tự động rồi đó là rồi là thu âm rồi phát hành ra rồi cái công cái cái chuyện đó không có không có tốt đẹp xảy đến với cả hai bên thì cái chuyện này không nên phải thận trọng cái vấn đề tác quyền tại vì tác giả người ta trời ơi bỏ bao nhiêu chất xám cho ra một cái đứa con tinh thần nó 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 nó, nó nhiều khi thời gian nó dài chứ không phải là một một hai tiếng hay một ngày là xong một một bài hát đâu chúng ta phải trân trọng điều này thể, thể hiện một bài hát nào phải tìm cho bằng được tác giả và hỏi xem cái bài hát này có ràng buộc bởi tác quyền hay không, thì các tác giả đồng ý rồi cái sự thỏa thuận giữa ca sĩ và tác giả như thế nào đó chúng ta đáp ứng thỏa đáng thì chúng ta mới bắt tay vào việc. Những cái bài hát thu âm có thời kỳ đầu á, thì sau cái thời kỳ là có nhiều người hát bị sai lời so với văn bản, thì anh tại sao lại có những cái sự việc và sai lời cái văn bản như vậy? Những người ca sĩ trẻ sau này hoặc là những người ca sĩ trước mà hát lại những cái bài hát mà bị sai lời thì ở đây nó như thế này nếu mà một bài hát có văn bản in ra của tác giả chính tác giả sáng tác và in ra là bắt buộc phải đúng thôi không có sai được và nếu mà những ca sĩ kể cả những anh chị hoặc là cá nhân tôi đây hát lại những bài hát xưa mà không phải tôi là người hát đầu tiên thì phải tìm những cái văn bản hoặc là tìm những cái bản thu âm của những người ca sĩ hát đầu tiên cái bài hát đó thì bắt buộc chắc chắn 100% là cái bài hát đó đúng đúng ca từ không có bị sai lời thì đôi khi các em các ca sĩ trẻ sau này thích những cái bài hát đó rồi hát lại không có một cái văn bản chính thức cái bản nhạc của chính tác giả sáng tác viết ra hoặc là không nghe những ca sĩ mà hát đầu tiên thể hiện bài hát đó thì những người hát sau có khi bị sai một hai lời gì đó một đoạn nào đó thì cái chuyện đó xảy ra